Toyota Equision dùng 10 năm, thét gần 600 triệu ở Tiền Giang. Một chiếc Toyota Equision đời 2009, được người dùng giao bán trên sàn xe cũ với giá 594 triệu đồng. Mẫu xe này có kích thước ngắn hơn cả Kia Morning, nhưng giá trị hiện tại cao hơn gấp đôi. Xuất hiện lần đầu dưới dạng xe concept vào năm 2007, xe cỡ nhỏ Toyota Equi sản xuất hàng loạt được trưng bày lần đầu tại triển lãm ô tô Geneva vào tháng 3 năm 2008. Tại thị trường Mỹ, xe từng bán thị trường với tên gọi Scion Equi, đồng thời một phiên bản bán ra tại châu Âu của Toyota Equi đã được Aston Martin siêu sang hóa thành Aston Martin Kinect. Những chiếc Toyota Equi tại Việt Nam chủ yếu là xe nhập khẩu vì nó không được phân phối chính hãng do nhiều yếu tố. Chính vì vậy khi mới xuất hiện nó sở hữu mức giá bán khá cao, thậm chí là cả những mẫu xe đã qua sử dụng một thời gian dài. Sự thú vị có thể cảm nhận ngay từ kiểu dáng nhỏ gọn của chiếc xe Toyota Equision. Với kích thước dài rộng cao lần lượt 2985, 1680, 1500mm, Toyota Equi là một mẫu xe nhỏ gọn sinh ra hướng tới mục đích di chuyển trong đô thị. Toyota Equi gợi nhiều liên tưởng tới mẫu xe Smart Fortwo của Mercedes-Benz. Tuy nhiên, khá nhiều người cảm thấy bất ngờ khi biết rằng mẫu xe đến từ Nhật Bản, được bố trí tới 4 chỗ ngồi, thay vì 2 chỗ ngồi như trên Smart Fortwo. Bên trong Toyota Equi gọn gàng và khá tiện nghi. Tính riêng về nội thất, Toyota Equi hoàn toàn chiến thắng trước Smart Fortwo phiên bản cũ. Hệ thống giải trí tuy nhỏ gọn, nhưng được trang bị kết nối USB và jack âu để hành khách nghe nhạc. Để tối ưu không gian, Toyota Equi được tối ưu nhiều chi tiết như V-cycle trước được đẩy lên sát phần đầu, tay lái với bánh răng chính giữa, bình xăng phẳng nằm dưới sàn xe, ghế mỏng, giảm sóc nghiêng về phía sau và gian điều hòa nhỏ gọn nằm chính giữa bảng táp lô. Gập lưng ghế trước lại, hành khách có thể tiếp cận với các ghế sau. Tuy nhiên hàng ghế này có không gian hẹp về cả khoảng để chân, không gian trên đầu lẫn chiều rộng, khiến nó chỉ có thể thoải mái nhất cho một người lớn ngồi sau, dù Equi có khả năng chở 4 người trên lý thuyết. Nếu mở cả hai lưng ghế sau, chiếc xe chỉ có thể tích khoang hành lý 32 lít, trong khi đó nếu gập lưng ghế lại, thể tích này có thể được tăng lên thành 168 lít. Nhìn chung, những con số này khá phù hợp với một mẫu xe đô thị, hướng tới những người sống độc thân, cặp đôi hoặc gia đình 3 thành viên gồm bố mẹ và một con nhỏ. Tùy từng thị trường, Toyota Equi sẽ được trang bị 6 phiên bản động cơ khác nhau, trong đó có 4 động cơ xăng với dung tích từ 1.0 tới 1.3 lít, một tùy chọn động cơ dầu diesel và một phiên bản chạy điện. Các phiên bản sử dụng động cơ đốt trong đều có hệ dẫn động cầu trước, kết hợp với hộp số sàn 6 cấp hoặc hộp số tự động vô cấp CVT. Với mức giá xe Toyota Equi đời cũ tới gần 600 triệu đồng, đây chắc chắn sẽ không phải là lựa chọn của số đông người dùng tại Việt Nam. Với tầm giá tương tự, người mua có thể lựa chọn những mẫu xe mới thuộc phân khúc hạng B như Toyota Vios hay Hyundai Accent. Cảm ơn các bạn đã xem video. Nếu thấy hay hãy like và đăng ký để ủng hộ kênh chúng tôi. Chân thành cảm ơn các bạn.